Hello anh em nha. Và hôm nay mình muốn cho các bạn biết về cái shop Levini vừa mới ra mắt luôn đó, thấy cực kỳ ngon mấy bạn đó. Rồi mình cái shop này là mình hợp tác với lại bên Robux các bạn đó và tạo ra cái shop này, thì mong các bạn cũng qua ủng hộ cho mình ha. Đó, shop mình cũng có bán Robux nè, vòng quay Robux và cái Robux kỳ này cực kỳ mới luôn, mình cũng không biết luôn đó, và cực kỳ uy tín luôn nha các bạn. Đó, mong các bạn ủng hộ shop mình nha. Hello anh em ha, và hôm nay mình muốn cho các bạn coi một cái thứ vừa mới được admin show ra cho các bạn trong update 11 nha bạn, đó là hai trái mới đó, được làm lại nha bạn, được nâng cấp phiên bản lên đó. Đó là trái có bé ma này, đó là trái hoa ke nè bạn, chạy mo chấn động á đó, bây giờ đổi thành hoa ke chấn động sẽ lên V2. Và trái băng, trái băng đâu rồi, đây trái băng đây, ai đây sẽ nâng cấp lên là V3 nha các bạn đó, cực đẹp luôn. Rồi chúng ta hãy vô clip nè, đây clip đầu tiên, đây là trái che mo nha các bạn đó, để thấy đấm không, ồ chưa biết, chưa biết kìa, ồ trời ơi đẹp kìa, chưa biết rồi, ôi chưa biết đó hả, nè chưa biết kéo về xong rồi đấm nước màn hình, ồ màn hình đỏ, trời ơi đẹp kìa, đẹp gì ai chơi. Thôi đẹp quá bố già ơi, là bố già làm kiểu này thôi rồi chết, chết rồi chết rồi, đúng chuẩn bố già ni luôn các bạn. Mình sẽ chắc chắc mình chắc chắn sẽ mua trái này rồi, không phải mua bằng bình thường, mua bằng Robux luôn á. Ồ đẹp, mấy bạn thấy chỗ này màu đỏ không, cái màn hình này màu đỏ nè, đâu rồi, đó chỗ này màu đỏ nè, là kiểu bị nứt xương mấy bạn, đấm phát xong rồi xương gãy rắc cái, ó màn hình nó đỏ lên phát văng ra, trời đẹp, tại không khí nó ém lại đấm đau lắm mấy bạn. Đó, đó nứt, ôi đẹp quá đi à, đúng là mình đẹp. Mà cái chiêu này đó, cái này là trái này thôi, còn cái trái băng nữa nha các bạn, trái băng thì mình có kia các bạn để dành video trước á, thì bạn nào có để dành thì có để dành nha các bạn, đợi trái chemo bán thì mua sau thôi đó, nhưng mình nghi nó sẽ lên giá các bạn đó, nguy hiểm lắm á. Thì các bạn nào mà kiểu đại gia thế các bạn, đại gia thì các bạn có thể mua mua luôn bằng Robux á, là khỏi lo luôn, trời ơi Robux thì lít thích lấy lúc nào lấy, thì trái Chemo có khi, tại mình nghi là trái Phượng Hoàng đó bạn, tại bố già mạnh hơn Marco mà đúng không đó, tại bố già trong game này, trong phim ít 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 ổng ít xài chiêu ấy bạn, nên nên đặt admin làm yếu hơn trái Phượng Hoàng thôi, chứ chứ giờ mà sửa lại xong rồi chạy chiêu V chiêu C mình chưa thấy mà đúng không, mình đoán có khi là chiêu C chiêu V chắc chắn sống thần rồi, mà sống thần chắc cao hơn, bự hơn hay là đẹp hơn, còn chiêu C thì mình không biết admin làm sao luôn á. Có khi là các bạn có coi cái khúc mà râu trắng đấm mà đấm với đỏ không đó, cho đỏ nằm xuống đất á, xong rồi bố già cái tay bị cái tay tay không khí, cục không khí á, đấm đấm thẳng xuống đầu cho đỏ, trời ơi cú đó đó, cái cho đỏ ọc máu luôn á, các bạn có coi khúc đó không đó, cái chiêu C mà cái chiêu C mà cái chiêu đó là chuẩn, là mình nghi cái trái trái bố già sẽ nhảy lên trên Phoenix luôn, Rumble mình không biết mà mạnh hơn hay không chú trời không, nhưng mà sẽ nhảy lên trên Phoenix luôn á, là giá giá Rumble là 2,1 triệu đúng không, 2,1 triệu, 2,1 triệu nè, thì bố già có khi nhảy lên 2 triệu, đam lên 2 triệu luôn mấy bạn đó, còn trái bớt này sẽ giảm xuống đó, có khi lên 2 triệu belly luôn, tại cái khúc đấm 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 đấm, đấm cho đỏ mấy bạn, cho đỏ nằm xuống đấm như mặt cho đỏ á, đấm thẳng xuống đất luôn á, nước không khí cho đỏ ọc máu luôn, trời phải gọi là tuyệt vời luôn á. Rồi nãy giờ mình nói với bố già đúng không, mình sẽ qua trái băng nha các bạn, đây bên này là trái băng này, mà trái băng sẽ là V3 nha các bạn, biết coi sao V3 không, thì V V là version đó bạn, là phiên bản á, thì mỗi lần admin sửa sửa trái hay là bứt đam trái hay làm cái gì đều là kiểu một phiên bản khác thay phiên bản cũ đó, đó gọi là V. Thì cái trái băng đầu tiên mấy bạn thấy á, cái trái băng mà từ update 1 tới update 7 á, update 7 đúng rồi đó. À, thì lúc mà mình xài chiêu V đóng băng á, thì mình bị đóng băng, đối phương cũng bị đóng băng luôn, không biết bạn nào có chơi chế băng lúc update đó hay không, là lúc mà mình chơi là mình bị đóng băng thành cục này, xong mà đối phương cũng bị đóng băng luôn, không ai di chuyển luôn á, nên chế băng không ai chơi luôn các bạn, nó yếu vậy đó, nên admin mới giờ update 8 á, nó mới sửa mới, ông mới sửa lại là xài chiêu V nè, thì đóng băng đối phương xong mình vẫn di chuyển được, thì đối phương bị đóng băng nè, lúc đó những ECCCC liên tục các bạn, bắn kim chỉ ra đó đóng băng lần nữa, combo phát chết luôn. Rồi bây giờ mới sửa lại lần nữa là V3 nha các bạn, đây chiêu băng V3, trời ơi đẹp kìa bạn thấy chưa, mấy bạn thấy chưa, mình nói bạn để dành chiêu băng là phải gọi là chuẩn xác luôn á,
Đó, mình nói bạn để chiêu băng thấy không? Đẹp chưa? Mà sao số có một chiêu vậy? Bố giờ số 2 chiêu mà chiêu số gì có một chiêu vậy? Rồi cái chiêu spear là giáo. Giáo nha bạn. Ủa giáo băng nè, giáo băng nè. Mà chưa hồi, bây giờ mình đang chơi là chế băng nó sẽ bắn ra bắn ra mấy cái tia nha bạn. Mấy cái tia bây giờ sẽ đổi thành giáo à, mấy cái ngọn giáo à. Ui, ngầu lắm á nha, mấy ngọn giáo xung quanh xong bay tới á. Ồ, được á, được á, được á. Ngầu lắm nha. Nè. Họ cái chiêu này là cái chiêu đẩy lên cái cục băng giống bình thường thôi nhưng mà đẹp hơn. Làm đẹp hơn các bạn, còn chiêu C các bạn thấy chiêu C không? Đây là Eye Dragon chứ không phải là chim chỉ nữa, hồi xưa là bắn ra con chim chỉ, này Eye Dragon chắc bắn là con rồng nè. Rồng băng luôn hả? Có gì đó không ta? Bắn nó nguyên con rồng băng luôn à. Nè Eye Dragon. Ê con rồng là phải rồng đẹp nha, đừng có làm con rồng giống trong cái giống của Goro nha bạn. Bắn là con rồng có chút bé như con lãi. Rồng người ta phải gọi là bự đỉnh như ra bắn con rồng nhưng mà bự quá vậy. Nhưng mà chưa băng với băng mình không thích lắm các bạn ơi. Sau khi mình coi bố già á, mình lại thích bố già hơn nha. Tại bố già ni mà. Tại vì băng cũng solo có một chiêu, các bạn không solo thì mấy chiêu khác nữa, mình coi bố già thích hơn. Ở bạn coi nè, bố già duyên nè, đó đấm ra cái cục này giống như cục ánh sáng á. Đó, không phải cục bong bóng không khí nữa mà cục ánh sáng. Đó, bay đẹp hơn ha. Đó, thích thích nhất thích chiêu X, chiêu Z à. Đó, sửa lại chiêu Z đẹp quá. Kéo không khí lại không? Kéo không khí về mình xong rồi. Dùng cái tay đấm vô đó. Đó đấm. Mà mấy bạn thấy bị ngưng động không? Lúc mà kéo về là đấm nè. Đó, thế giới bị ngưng động luôn nè. Thì mình thắc mắc là không biết là lúc mà mình bị kéo về á là mình bị ngưng động, mình chỉ có mình ngưng động chung với lại cái người bị kéo về nè. Đâu rồi, đây không phải, đây để mình tụi đây. Đó. Đó, cả hai bị đứng lại không? Không biết mình với cả nhìn mình với lại cái người bị kéo là đứng hay là cả cả map bị đứng ha. Trời ơi, cả map bị đứng là ngưng động thời gian luôn cái bữa bạn. Là ai cũng xài chemo đang farm cái đứng, đang farm cái đứng. Chắc không phải đâu. Chắc theo mình không phải gì đâu ha. Chắc có mình với lại người kéo giờ bị đứng thôi thì mấy bạn khác vô quýnh mình cũng được hay sao á. Chắc vậy chứ. Đó với lại mình đang bị đứng mà thì mấy bạn khác vô đánh mình chắc cũng cũng cũng, cũng bị đánh á. Chứ tự nhiên mình đang đánh cái đứng yêu cái bạn kia đang lao vô đứng đó luôn à. Cũng bựa. Mà chiêu làm đẹp quá bạn ơi, đúng là đầu tư luôn á. Update 10 so với update 11 vậy là làm rất là đẹp luôn. Còn đảo mới với mấy cái khác, mình coi xung quanh này có không. Cũng không có hé lộ đảo mới gì lắm hả bạn. Đó. Chỉ có chiêu của hai trái thôi á. Đó. Không biết có đảo mới đi không, từ từ. Xung quanh này không có rồi bạn ơi. Ở xung quanh này không có thêm đảo mới luôn á. Đây là đảo zombie nè. Zombie nè, đây là đảo Rin 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 Bit nè, còn này là chỗ con boss nè các bạn, cái cây của con boss Diamond nè, con boss đây nè, ở đâu rồi, con boss Diamond đâu rồi, ấy nhầm, mình chưa làm gì trái điện, trái trái cái electro này luôn nè, mình đã không hớt không hớt không hớt rồi các bạn, đó cái cây nè, trái cây này quá, đó. Mà chiêu làm mới gọi là đẹp luôn mấy bạn ơi, đẹp quá đi. Trời ơi, để coi. Đó, đó mình thích nhất chiêu Z à. Chiêu Z làm đẹp quá à, chiêu C mà kiểu đấm đè đối phương xuống bạn xong lấy cái tay đấm xuống đất á, đấm không cái không khí xuống mặt á. Đó, nhưng mà cái nụ đấm phát gọi là tuyệt vời luôn mấy bạn. Đó. Thì chiêu băng cũng không có gì đặc sắc ha, chiêu băng này cũng như bình thường thôi, chỉ làm lại đẹp hơn thôi ha. Đây, chiêu băng. Chiêu băng là phải show thêm mấy chiêu khác mình mới biết được, tại chiêu này nó cũng giống như bình thường, sửa lại đẹp thôi nè, đó là phải đẹp hơn thôi. Còn cái chiêu râu trắng bố già á, cái chiêu qua ke đó mới gọi là sửa hoàn toàn luôn bạn, mới hết luôn á. Đó. Đây lùm ơi, đây trái hiện tại cái trái qua ke giờ 1.500 đô bất nha mày, 1.500 đô bất ha, để coi 1.500 đô bất chắc để dành mua vĩnh viễn luôn các bạn. Đẹp quá mà bố già ni mà phải chơi. Ồ 750 nè. Bạn nào giàu có thể mua được hai cái luôn, thì bạn nào mà kiểu không có tiền thì mua một là chọn mua cái này cho mình đi, thề mua mua bố già ngon hơn á, xong rồi chế băng thì đợi lúc nào bán thì chơi thôi. Chế băng nhiều lắm lên lên giá thôi bạn, lên giá xếp xếp ở giữa giữa ủa ủa từ 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 chế băng ma đứng 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 dưới 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 nữa chế bị cao phải không ta, từ từ để mình vô coi lại coi. Đây đâu rồi, đây 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 cái bắn ma à, cái tấm kính nè, sao Pika nằm dưới đây, Pika cũng yếu ha, Pika sửa lại phải lên ba ba trái của đồ đốc nè, bắn ma thì đứng đây đúng không cũng được,
rồi Pika xong tới ai luôn mới đúng á đó. Magma Pika xong ai là hợp lý rồi, ba ba đô đốc mấy bạn, chứ ai mình nghi chắc lên giá hơn Paris luôn quá à. Để chế kiến cũng đâu có mạnh lắm đâu, nó chế băng còn mạnh hơn nữa đó, có khi là vậy các bạn. Đó thì các bạn cứ không, bữa clip trước mình kêu bạn tích á mà không biết chừng nào nó bán quán trái chèm o nữa, chắc mình vô hàng thường xuyên các bạn, chứ canh chừng nào bán nó mua chứ gì đây. À cái thân cây, trời ơi canh chừng nào bán là nhảy vô mua liền luôn á, không 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 nói nhiều luôn, mua liền cứ thắt luôn, mua đi có xài chứ không thôi là lên giá nữa, lên 2 triệu Bailey các bạn, mình nghi lắm á, mấy cái này mình nghi lắm. Là trái 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 cái trái Gomu các bạn thấy đó, trước khi rồi không có ghi hai á, cũng có 300 mấy, 350, 400 mà lên phát 700 luôn á, 750 luôn á đó, nghi lắm. Nên mình phải tranh thủ mua trước nha bạn. Coi xong thì các bạn cứ thấy cái trái nào hay thì cứ comment dưới nha bạn, bạn thích trái nào hơn. Chứ riêng mình là mình thích trái chè mo rồi đó. Đó giờ không biết chừng nào boss ra luôn trời, nói nãy giờ nó quá trời nói luôn mà con boss nó không ra luôn, không thể tin được. Trời ơi giờ con boss nó mới ra nha bạn, nó ra rồi bạn ơi, nó đã ra rồi đó. Thì mình đánh thôi, con boss này chắc mình kết thúc clip nha bạn. Thì các bạn cứ comment và ý comment ý nghĩ của mình ha, và cảm nhận của mình sau sau khi mà xem hai hai cái trái này á, thì các bạn kiểu thấy là thằng Min làm lại gì có đẹp không? Úi gì mong là bị vậy rồi đấm chiêu V xong anh bị vậy đó, thấy có đẹp hơn không, có hợp lý hơn không á, chứ mình thấy là phải ưng lắm luôn á. Sao update 10, update 11 làm vậy là tuyệt vời rồi đó đó. Mình không biết ra thêm trái nào nữa, nhưng mà thấy sửa hai trái đó không là thấy chất lượng, quá chất lượng rồi, tuyệt vời đó. Chứ bạn nào hôm bữa comment là Rockfruit sập game ta, không có đâu ha, đã nói rồi cái game nó đang phát triển như vậy không giờ sập đâu nha bạn, các bạn cứ yên tâm. Nghĩ sao cái game đang được nhiều người yêu thích mà trụ lâu từ update 1 tới update bây giờ update 10 luôn rồi, lâu cỡ nào đó nên không có sập được đâu. Thằng Min chắc làm cái trò đó để cho nữa các bạn, chắc mình nghi chắc luôn làm vậy để kiểu mọi người nghĩ là sau game này sập. Ồ chán quá, cái đùng một phát ra một cái update mới bất ngờ luôn, bất ngờ đó là mọi người phải gọi là surprise luôn. Modder heo bla bla gì đó, trời ơi rớt long xì quớt. Rồi chắc mình kết thúc clip tại đây ha các bạn. Thì các bạn nào thấy clip mình hay thì nhớ bấm nút like và subscribe kênh mình để mình có động lực làm những video tiếp theo ha. Mình sẽ chờ hóng hớt những cái thông tin mới từ admin nha các bạn. Bye bye.